Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Tôn Sư. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thiện tín gần xa. Hôm nay ngày mùng 1 tháng Giêng năm Quý Mùi, ngày đầu một năm mới, ngày Tết cổ truyền, ngày trần gian vui đón những niềm hy vọng mới, thì tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, toàn thể tăng ni Phật tử và thiện tín gần xa đang lắng đọng tâm tư, xúc động tình cảm, được nhìn thấy và lắng nghe lời dạy lần cuối của Hòa Thượng Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm, người thầy thân yêu của chúng ta trước khi nhập thất không thời hạn. Dẫu buổi lễ khánh chúc hôm nay hàm chứa một nội dung đầy từ bi, trí tuệ và hùng lực, nhưng với những ơn lớn mà tấm lòng Hòa Thượng đã ban rải cho chúng con không tránh khỏi những tình cảm bùi ngùi xúc động, tiễn đưa. Xin phép Hòa Thượng Tôn Sư, vì lòng thương xót, cho phép chúng con được cử hành lễ khánh chúc ngày hôm nay qua những phần như sau. 1. Niệm Phật cầu gia bị. 2. Đại diện tăng ni Phật tử khánh chúc Hòa Thượng Tôn Sư. 3. Hòa Thượng Tôn Sư ban pháp từ đầu xuân. 4. Đại chúng hứa nguyện y giáo phụng hành, hồi hướng phát nguyện. Và tiếp theo là toàn thể đại chúng cung kính tiễn đưa Hòa Thượng nhập thất. Vậy giờ đây chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng cùng toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây toàn thể đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Nhật Quang đại diện cho toàn thể tăng ni Phật tử dâng lời khánh chúc Hòa Thượng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch thầy, sáng sớm đầu xuân năm Quý Mùi tại Thiền viện Trúc Lâm, toàn thể tăng ni tứ chúng môn hạ hàng đệ tử của thầy, chúng con xin được thành tâm có lời dâng bạch lên chúc mừng tuổi thọ của thầy, ngưỡng mong thầy từ bi hứa khả cho chúng con được tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính ngưỡng bạch thầy, hôm nay là ngày đầu năm Quý Mùi, toàn thể hàng đệ tử tăng ni Phật tử chúng con đồng câu hội về Thiền viện Trúc Lâm, quỳ dưới chân thầy kính mừng tuổi thọ của thầy. Ngưỡng bạch thầy, xuân này thầy tròn 80 tuổi, tròn một đoạn đường giáo hóa độ sanh như tâm nguyện thầy đã mong muốn. Giờ này trước thềm xuân Di Lặc, thầy đang chuẩn bị cho mình một con đường riêng để đi vào cõi thanh xuân miên viễn. Tất cả những gì cần làm cho tăng ni tứ chúng, thầy đã làm. Tất cả những gì cần nói với chúng con, thầy đã nói cạn lời. Nhưng với thầy, bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Bây giờ mới là giây phút thầy thực sự đem cả mạng mạch của mình làm ngọn đuốc sáng soi đường
cho chúng con thoát khỏi tử sinh. Thật không có trí lực và bi lực nào sâu rộng bằng. Phúc trí này, tâm hạnh này, công đức này của Thầy quả là đã được tưởng dưỡng từ bao kiếp cần khổ tu hành. Đệ tử chúng con thật vô cùng sung sướng khi hữu duyên, hữu phước được làm đệ tử Thầy. Từ bao nhiêu năm qua chúng con được Thầy giáo dưỡng, chỉ dẫn tường tận từng bước tu hành, đặc biệt là tu thiền. Thầy đã noi gương Phật Tổ tự thân nỗ lực tu tập và nhận lại của báo nhà mình. Từ đó Thầy đánh thức tánh giác sẵn có nơi mỗi chúng con, đưa chúng con trở lại nguồn cội xưa. Cũng vì cô mang chúng con như thế nên công phu của Thầy đã chậm lại đôi phần. Thế nhưng Thầy vẫn không buồn trách chúng con, ngược lại, lúc nào cũng thương xót ân cần khuyến tấn đệ tử chúng con nỗ lực tu hành, sẵn lòng tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. Vì sự khờ dại của chúng con mà Thầy đã hết lòng tận tỷ quên cả thân mình. Tấm lòng Thầy, ân đức Thầy thật không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Chúng con chỉ còn biết có một con đường duy nhất là nỗ lực tu hành cho được giác ngộ giải thoát mới mong đền trả một phần nào thâm ân của Thầy. Cung kính ngưỡng bạch Thầy, giờ này toàn thể đệ tử chúng con đồng quỳ dưới chân Thầy, kính mừng Thầy được thêm một tuổi thọ, thêm một tuổi phúc trí trang nghiêm, là thêm một đoạn đường để Thầy hoàn thành tâm nguyện giác ngộ viên mãn cho Thầy, mà cũng là cho chúng con và chúng sanh đời sau. Ngày mừng xuân Di Lặc của Thầy năm này cũng là ngày tất cả môn nhân pháp quyến chúng con muôn người như một cung tiễn Thầy vào thất. Với tất cả niềm tin hy vọng, tin vui sẽ đến với Thầy và chúng con ở một ngày không xa. Chắc chắn chúng con sẽ lại được Thầy tiếp tục nắm tay dìu dắt qua những đoạn đường mới lạ trên đỉnh Bảo Sơn. Chúng con nguyện trí tuệ, lòng từ bi của Thầy luôn sáng soi trên đoạn nẻo đường, để chúng con và chúng sanh được đang hướng vọng về Thầy, tu tập theo Thầy và trông đợi Thầy từng phút giây, thấy rõ lối đi. Thầy mãi mãi là ân sư của chúng con, cho đến bao giờ tất cả chúng con đều được thành Phật mới thôi. Chúng con cũng nguyện tuổi thọ của Thầy được miên trường. Thầy sống thật lâu nơi đời để tỏa râm bóng pháp đại thụ che mát cho chúng con và tất cả chúng sanh. Cung kính ngưỡng bạch Thầy, nhân ngày đầu xuân và cũng là ngày tiễn Thầy vào thất, ngày vui của Thầy mà cũng là ngày đáng ghi nhớ nhất của tất cả tâm trạng nỗi niềm của chúng con. Toàn thể đệ tử chúng con xin thành tâm phát nguyện sẽ vâng theo những gì Thầy đã hết lòng chỉ dạy, dốc chí tu hành để nhận lại cho bằng được của báo nhà mình. Huynh đệ chúng con đồng nếp mình dưới uy quang của Thầy, tương kính tương trợ nhau, luôn là thiện hữu tri thức nhắc nhở nhau trên con đường giác ngộ giải thoát, cố gắng duy trì và làm cho dòng thiền Việt Nam, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử do Thầy phục hưng lại ngày càng sáng rỡ hơn. Cuối mong Thầy rủ lòng thương xót, nghĩ đến lòng trông đợi của chúng con từ bi chứng minh hứa khả và ban lời chỉ dạy cho hàng đệ tử chúng con được nương theo đó mà nỗ lực tu hành được viên mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đến phần chỉ dạy của tôi thì nó hơi dài, thôi tất cả ngồi xuống hết. Toàn thể chúng con xin được đảnh lễ cúng dường Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cùng tất cả tăng ni
và Phật tử, hôm nay là ngày đầu xuân, tôi có cái dịp để nói chuyện với Phật tử ngày đầu năm này. Thực ra ngày đầu năm năm nay nó có hai phần. Phần thứ nhất là để nói lên đến đầu năm chúng ta chúc lành cho nhau. Hai là cái ngày đầu năm này tôi lợi dụng nó để làm cái ngày kỷ niệm vào thất tu. Vì vậy cho nên nó có mang hai cái ý nghĩa. Trước kia tôi đã từng nghe thầy tôi nói, thầy tôi bảo rằng người nguyện ở trong đạo thì thời còn trẻ phải cố gắng học hành cho thành tài. Rồi sau khi học hành xong thì phải đi hoằng pháp lợi sanh. Rồi sau khi hoằng pháp lợi sanh thì tới thời gian cuối cùng là về đóng thất tu. Nhưng mà rất tiếc, thầy tôi mới làm được hai chặng đường đầu, học xong ra dạy giáo hóa thì chưa có dứt mà tuổi thọ đã hết, nên thầy tôi đi trước cái nguyện thứ ba là có thời gian chuyên tu. Còn tôi thì tôi nghĩ rằng đời tu của mình lúc nào cũng nhớ tới tăng ni Phật tử, mình biết được cái gì phải đem cái đó ra chỉ dạy cho mọi người cùng biết cùng tu. Bởi vậy trong thời gian học, tôi học xong những cái biết của giáo lý chúng tôi thấy rất là cao thượng, là quý báu vô cùng, tôi cố gắng đi giảng dạy. Nhưng mà khi đi giảng dạy được 5-7 năm thì tôi thấy còn một điều nữa mà tôi chưa có hài lòng, tức là giảng dạy cho Phật tử, cho tăng ni tu mà cái việc tu của mình nó chưa có thể nắm vững, hay là nói cách khác chưa có kết quả bao nhiêu. Vì vậy mà sau thời gian dạy các trường, tôi xin rút về núi tu. Thời gian rút ở núi tu thì tôi cũng nghĩ rằng mình phải phân tìm cho ra một hướng đi để đời mình tu cho có cái một cái lối vững chắc cụ thể, chứ không nên người xưa bài người nay làm, cứ theo cái đà cũ. Tôi không đồng ý cái đó. Bởi vậy cho nên khi tu thì tôi cố tìm cho ra con đường tu thiền. Khi đó thì chung quanh tôi đều ứng dụng pháp tu tịnh độ. Như vậy thì con đường tôi đi nó có tính cách khác hơn con đường của thầy tôi và của huynh đệ chúng tôi. Đã là một con đường riêng thì thật là độc hành độc bộ. Mình tự hành rồi mình tự đi, chứ không có người thứ hai cùng chung với mình. Việc làm chúng tôi gọi là liều lĩnh, bởi vì không ai làm mà mình làm thì tức là có cái vẻ liều lĩnh quá. Nhưng tại cái bản nguyện từ thuở nào, cho nên khi thực hành thì tôi can đảm mà làm,
không có ngại, không có sợ. Bởi vậy cho nên khi tôi hạ thủ công phu thì tôi nguyện rằng nếu cái con đường tôi đi, tôi tìm nó bị nghẽn tắc thì có lẽ tôi sẽ chết luôn ở trong thất, chứ tôi không ra. Bởi vì ra làm cái gì? Những cái mình biết nói hết rồi, còn những cái mình khao khát tìm thì không ai chỉ. Cho nên tôi thầm nghĩ, nếu mà tôi không tìm ra được một lối đi đúng như sở nguyện thì có thể là chết luôn ở trong thất. Nhưng thực ra cái duyên của Phật pháp khiến cho cái lời nguyện của tôi nó được kết quả rất là sớm. Tôi tưởng tối thiểu cũng là 3 năm ở thất, nhưng mà sự thực tôi vào thất có 3 tháng thôi. 3 tháng thì tôi đã thấy được cái lối đi mà của chư tổ, của những vị thiện tri thức ngày xưa đã đi, thì tôi rất mừng. Mà tôi có cái bệnh thấy được cái gì hay thì không bao giờ để ấp ủ một mình, mà phải phổ biến, phải trao lại cho những người chung quanh mình. Vì vậy mà khi thấy được lối đi mới rõ ràng, cụ thể, đúng với kinh điển thì tôi liền vội mở cửa để hướng dẫn, chỉ dạy cho tăng ni và Phật tử tu. Thì thời gian đó chúng tôi nghĩ rằng mình tu, dìu dắt tăng ni tu và Phật tử tu, thì vừa đi mà vừa dẫn dắt nhau đi. Thì dĩ nhiên quý vị thấy một người mà dẫn 5-10 người, rồi tới 20-30 người, rồi tới cả 100 người, một đoàn dài như vậy thì đi nhanh hay đi chậm? Nếu càng đông thì phải càng chậm. Tại sao? Vì trong số đông đó có những người yếu đuối, có những người mệt mỏi thì phải chờ. Cứ như vậy mà kéo dài từ năm 70 cho tới ngày nay. Ngày nay chúng tôi thấy con đường đi nó đã được gần kề, tăng ni đã đến được cái chỗ hiểu biết, thấy rõ tường tận, không nghi nữa. Cho nên tôi biết rằng cái tuổi thọ của tôi không bảo đảm dài như các vị thiền sư thời xưa. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng nếu sống tới 80 tuổi thì tôi phải hạ thủ công phu rút, để rồi khi tôi nhắm mắt được tự tại trên con đường sanh tử. Như vậy rõ ràng là tôi được phước duyên lành, cho nên cái nguyện của tôi được như ý. Thì giờ đây bắt đầu năm tôi 80 tuổi, cho nên tôi vội vàng sắp đặt các nơi, các chỗ, đâu đã có thiền viện, đâu đã có Phật tử tu theo tôi đều đến và đều tìm cách giải quyết mọi việc cho ổn thỏa, để rồi tôi được buông tay vào thất, không bận rộn gì hết. Cho nên một năm qua tôi gọi là một năm chạy chứ không có đi, chạy đầu này, chạy đầu nọ, chạy đầu kia, sắp đặt đâu vào đấy, để rồi đến cuối năm, qua đầu năm mới tôi đóng cửa làm một việc, chứ không còn đa sự như trước nữa. Như vậy thì cái việc làm của chúng tôi nhờ phước duyên lành cho nên được như ý, tức là bao nhiêu
thiền viện, bao nhiêu tăng ni, bao nhiêu Phật tử, tôi đều sắp đặt, đều chuẩn bị để cho quý vị có một cái đường hướng, có được phương tiện tu hành. Rồi thì ngang đây tôi mới nghĩ. Mà trước khi nghĩ thì tôi nói rõ rằng tôi là cái con người chủ trương làm cái gì thì phải dứt khoát, không có cái chù chừ, không có cái miễn cưỡng. Mà muốn dứt khoát thì hồi dạy, hồi hướng dẫn tăng ni thì tôi tận tụy, không bỏ buổi dạy, không có lấy việc này việc kia mà quên cái sự giáo dục. Tôi làm tròn trong thời gian dạy. Rồi bây giờ đây, tới cái giai đoạn tôi buông tay để cho tăng ni Phật tử tự đứng, tự đi trên con đường đạo. Mà đã buông tay thì tôi phải làm cái gì? Đó là chuyện mà tôi sẽ làm. Thì tất cả quý vị, khi mà tôi buông tay rồi, thì mỗi người phải tự lực, mỗi người phải đứng vững và phải nhìn xa, thấy rộng trên con đường đi của mình, rồi tự lo liệu, tự sắp đặt lấy. Chứ tôi ngang đây không còn có trách nhiệm sắp đặt cho ai nữa hết. Vì vậy, đây là tôi khẳng định cho tất cả tăng ni và Phật tử ở trong nước, ở nước ngoài, kể từ ngày này, tức là đầu năm Quý Mùi âm lịch, tôi giao tất cả quyền hạn, tất cả những cái tài sản mà tôi trước kia đứng tên đều hoàn toàn giao cho quý vị mà tôi cử để lãnh đạo địa phương đó. Quý vị tự lo liệu lấy, tự sắp đặt lấy, làm sao những cái gì mà tôi trao cho quý vị ngày nay, thì từ đây về sau không cần có mặt tôi, không cần hỏi ý kiến tôi, mà tất cả quý vị tự sắp đặt lấy, tự sáng kiến để mà tạo nên cái duyên tốt, hướng dẫn tăng ni Phật tử tu cho được kết quả tốt đẹp. Nếu mà quý vị là người có duyên phúc nhiều, thì mọi việc sắp đặt được như ý, kết quả mỹ mãn. Còn quý vị mà duyên phúc ít, thì sắp đặt trục trặc, từ cái chỗ tốt, chỗ mọi người đưa hướng về, mà rồi càng ngày người ta càng tránh xa, rồi càng ngày cái khung cảnh của mình càng u trệ, thì đó là cái phúc duyên của quý vị không có. Không có phúc duyên, cho nên làm Phật sự nó bị ngăn trở, nó bị lùi sục. Thì như vậy, được thành công là cái phước duyên lành của quý vị, bị thất bại là quý vị thiếu phước, thiếu duyên. Chứ ngang đây, tôi không còn trách nhiệm nữa. Như vậy thì, tất cả thiền viện trong nước, ở nước ngoài, quý vị phải tự lo liệu, phải tự phát nguyện mạnh mẽ để gánh vác Phật sự, chứ không còn ỷ lại ở tôi. Và tôi ngồi yên tu, mà muốn được sự tu của tôi không có bị đứt đoạn, không có bị những cái điều chướng ngại, ngăn trở, thì kể từ ngày nay, điện thoại cắt đi, thơ từ không nhận, và tất cả cái gì, ai nói tới hỏi ý kiến thì tôi từ chối vô ngầm đúng thách, không có ý kiến gì hết. Đó. Như vậy thì quý vị, kể từ ngày nay, dù ở gần ở xa, không có thể
nào gọi điện thoại cho tôi được, thôi thì dứt một mối. Rồi thơ từ quý vị có gửi tới thì ban thư ký đọc rồi trả lời, cho tôi cũng không biết gì hết, tôi không nhận thơ. Và tất cả những ý kiến gì quý vị muốn hỏi, muốn thưa, tôi đều im lặng. Đó, như vậy thì cái trách nhiệm thành công, thất bại, ngang đây là của tất cả những vị có bổn phận lãnh đạo từng nơi, từng địa phương, chứ không còn là tôi nữa. Tất cả cái gì trước kia từ con số không, không có, mà ngày nay tôi gầy dựng thành có, thành cái cảnh trang nghiêm, mà nếu tôi dừng, tôi buông, thì quý vị để sụp đổ, thì đó tội của tôi hay tội của ai? Chắc không phải tội của tôi nữa, mà tội của ai đang lãnh trách nhiệm mà làm không tròn. Còn nếu quý vị đủ phước, đủ duyên, kể từ đây, ngày xưa tôi gầy dựng có một, mà 5 năm, 7 năm sau nó thành 10, thì đó là công đức của quý vị. Quý vị có nhiều công đức trong cái gầy dựng đó. Như vậy thì cái lợi, cái hại, cái được, cái mất của các thiền viện cũng như của nhóm Phật tử cùng tu hành, từ đây thì quý vị phải chịu trách nhiệm trọn vẹn, chứ tôi không còn chịu trách nhiệm nữa. Đó là cái thái độ dứt khoát của tôi. Mới nghe thì quý vị thấy hơi tàn nhẫn, cái gì mà đương lo, rồi buông cái không cho anh ta hỏi, không giúp đỡ ý kiến gì hết, thì hơi tàn nhẫn. Nhưng mà tôi quen cái thói đó rồi, làm cái gì thì dứt khoát. Khi tôi thực hiện cái đường lối tu, kể cả thầy tôi cũng không vui nữa. Bởi vì thầy tôi đâu có tu thiền, mà tôi tu thiền, nên thầy tôi không có cái gì để mà góp ý với tôi. Mà tôi tự liệu, mà tự liệu, tự đi, nó được kết quả tốt, thì những người sau tôi cũng phải có cái khả năng như vậy. Chúng ta là một người đứng ra lãnh đạo tăng ni Phật tử, thì chúng ta phải thấy xa, phải hiểu rộng, và phải chân thành vì Phật Pháp mà làm, chứ đừng có để cái tâm vướng mắc tình cảm gia đình, vướng mắc tình cảm với những người bên ngoài, để rồi cái Phật sự lớn đó nó bị tan nát, thì cái đó là tội lỗi vô cùng. Cho nên tất cả tăng ni thấy biết rõ như vậy thì kể từ ngày nay phải can đảm, phải nỗ lực để mà làm một trách nhiệm đang ở cái giai đoạn khai mào, nó được càng ngày càng viên mãn hơn. Đó là cái ý nghĩa mà tôi từ chối tất cả để vào thất. Như vậy thì quý vị nghĩ tôi vào thất làm cái gì mà tôi bỏ hết việc đạo vậy? Như vậy thì tôi lo chuyện trên trời trên mây hay tôi làm cái gì? Thực ra cái tu là người biết tu á, thì đúng ra 12 giờ trừ nào, giờ nào ngủ, còn tất cả giờ thức đều là giờ chúng ta tu hết. Bởi vì cái tu không phải là một việc làm, nó có chừng mực, nó có hình tướng, mà đó là tất cả cái tâm tư của mình, từ một cái tâm tư điên loạn, bây giờ tu, chúng ta chuyển thành một cái tâm tư tĩnh lặng, sáng suốt, không phải là cái chuyện dễ. Một tâm tư điên loạn, cho nên rồi, cái nhìn, cái thấy của chúng ta cũng theo cái điên loạn.
Bây giờ muốn chuyển cái tâm điên loạn đó trở thành cái tâm sáng suốt, thì tự nhiên chúng ta phải dừng cái điên loạn, để tâm được yên tĩnh, để cho tất cả thời gian đều được lắng dịu xuống, khiến cho con đường tu của mình càng ngày càng sâu, càng lắng và càng trong sạch hơn. Bởi vậy, nếu mà chúng ta muốn lắm một cái khạt nước đục thành trong, thì chúng ta phải để cho nó yên, để cho nó lặng, thì nước đục mới trở thành trong được. Chứ nếu nước đục muốn thành trong mà mới hơi yên yên cái lấy tay quậy, quậy chút thì sao? Đục trở lại, rồi kéo tay ra, yên yên chút thì quậy. Như vậy thì chừng nào khạt nước đó được trong? Chắc khó mà có trong được. Vì vậy mà chúng tôi muốn làm sao cái thời gian dài ngắn chưa nhất định mà tôi ngồi tu thì hoàn toàn những giờ phút nào cũng là những giờ phút lóng lặng tất cả những cái bụi đất đường lẫn lộn ở trong nước trong, để cho nó yên tĩnh. Yên tĩnh chừng nào hoàn toàn trong rồi, lọc nước trong ra, bỏ cặn bã hết, chừng đó mới yên lòng, chừng đó mới có thể xách gói vào chợ chơi được, phải không? Còn lúc mà nó còn đương lẫn, đục trong, cặn bã, sẵn ở trong nước trong đó, mà muốn tự tại, thì cái tự tại đó là hiểm nguy. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng, nếu cái duyên tốt còn thêm được 5-7 năm, thì thời gian tu của chúng tôi nó được lâu dài hơn, được tĩnh lặng hơn, và có thể là được thành khối cứng chắc được. Còn nếu thời gian tôi không dài, chỉ 1 năm, 2 năm, thì cái việc đó chúng tôi cũng cố gắng làm sao cho cái ngày chưa vào thất và cái ngày vào thất nhất định nó phải khác nhau. Và cái khác đó nhất định nó phải trội bực ở ngoài tu 5 năm, ở trong thất 1 năm chúng ta cũng đuổi theo kịp. Thì cái đó là cái mà tôi quyết định như vậy. Thì như vậy thì đối với tôi, công việc đang dạy, đang giảng cho tất cả tăng ni Phật tử, đùng một cái tôi buông hết, thì quý vị thấy như là tôi chưa có đủ nhiệt tình để hướng dẫn tăng ni, không đủ nhiệt tình để mà giáo dục Phật tử. Nhưng mà thực ra vì cái nhiệt tình của tôi mà tôi phải đóng cửa. Bởi vì tôi dạy, tôi dẫn được lời Phật, lời Tổ, nhất là các ông Tổ Trung Hoa, Việt Nam, thì ông Tổ nào khi gần tịch cũng đều báo trước, rồi hoặc là làm bài kệ, nhắc nhở đệ tử rồi ra đi, hoặc là nói những cái câu thiết yếu, chỉ dạy Phật tử, rồi sau đó ra đi. Mà nếu tôi nói được lời của chư Tổ, hiểu được ý của Đức Phật dạy, mà tới tìm tôi sửa soạn ra đi thì mù mù mịt mịt, thì quý vị vui không? Đó là một cái điều bất hạnh nhất. Cho nên tôi phải làm sao để cho khi tôi ra đi, Phật tử nghe, chư Tăng, chư Ni thấy, đều hoan hỷ hết, thì tôi mới chịu. Thì việc làm đó, nếu nói theo thế thường, là một cao vọng. Nhưng mà nói với tôi, thì tôi thấy rằng, phải làm được. Đó là cái ý chí của tôi. Như vậy thì, nếu tôi có thời gian tu tập lâu, vững bền, và được
một cái kết quả như sở nguyện của tôi, thì ngài ra đi, tăng ni có vui không? Nhất định là vui. Thì như vậy, cái buồn một chút đây sẽ đổi lại một cái vui dài lâu hơn. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói cho tất cả hiểu, chứ đừng có lầm tưởng là tôi sao hồi thì tích cực quá, hồi thì tiêu cực quá, phải không? Cái tiêu cực trong cái tích cực, chứ không phải tiêu cực là tiêu cực ích kỷ. Đó là cái đường lối, cái chủ trương của tôi, mà tôi cũng muốn rằng cái đường lối chủ trương này, ngày mai kia, môn đệ của tôi, những người đang gánh vác Phật sự, cũng nên có một thời gian để làm như vậy. Chớ nhiều khi lo cho tăng ni, lo cho Phật tử, giết rồi quên lo cho mình. Mà mình là người dẫn đường, muốn làm sao cho tay chân của Phật tử, tay chân của tăng ni cứng cỏi đi cho hay, mà mình lại bị sủi hơn chân. Thì hỏi, cái đi hay của người ta đó, mình giúp được cái gì? Cái người dẫn đường mà sủi rồi thì mấy người sau đi giỏi mấy cũng là đi phải cả lết thôi, chứ không có gì tiến được. Cho nên người đi trước phải kính cáp, phải vững vàng, thì người đi sau ta nương, ta mới cố gắng. Chứ người đi trước mà yếu đuối, sạch sạc, mà bảo người đi sau phải ráng đi, đi cho hay, thì chuyện đó không có lý. Đó là cái nhìn, cái thấy, cái biết của tôi. Tôi mong rằng tất cả tăng ni, tất cả Phật tử, chúng ta học đạo không phải học để nói thôi. Học đạo là phải tu. Chính cái tu là cái quý nhất. Tôi nói thí dụ, Phật nói các pháp là vô thường, thì hai chữ vô thường học một chút thuộc rồi, nói dễ quá. Nhưng mà thực sự vô thường như thế nào, mình có biết chưa? Nói tới vô thường là chúng ta phải thấu triệt cái lý vô thường từ cuộc sống. Ở đây tôi dùng phương tiện chiều đánh trống nhắc tất cả, ngày nay đã qua thì mạng sống mình đã mòn đi một phần, giống như là con cá ở dưới ao mà trời hạn, mỗi ngày qua nước là cạn đi một chút. Nhiều ngày như vậy thì sao? Nó phải chết khô, phải không? Như vậy thì mỗi ngày qua là một ngày chúng ta phải hối tiếc, nếu chúng ta tu chưa ra gì, phải cố gắng nỗ lực tu, hiểu như vậy, thấu suốt như vậy, mới gọi là hiểu lý vô thường. Chứ còn miệng nói vô thường, nói liền miệng vô thường, mà chắc gì đã có thấm được vô thường. Đó là những cái lẽ thực của Phật dạy. Tôi muốn nhắc cho tăng ni, tất cả quý vị phải làm sao, đối với cuộc sống này, chúng ta thấy tường tận là một cuộc sống tạm bợ. Cuộc sống này, chúng ta mượn nó để làm tất cả cái gì, tìm tất cả cái gì nó siêu thoát ngoài cái tạm bợ này, thì cái đó mới là cái lý tưởng cao siêu của mình. Chứ còn vùi đầu ở trong cái tạm bợ, rồi thương, rồi tiếc, rồi quý, đến một ngày nào đó nó bại hoại, thì chỉ là một thây thối, không ai muốn nhìn, thì cái đó uổng đi một đời. Cho nên tất cả tăng ni, quý vị là cái người phước duyên nhiều, cho nên thức tỉnh sớm, đến với đạo, thì từ đây về sau, ráng nhớ cái bổn phận của mình để làm cho tròn, đừng vì những lý do nào ở bên ngoài mà để mất cái thời giờ cao đẹp, quý giá của mình. Như vậy là những cái điều đó rất đáng buồn, rất đáng tiếc. Tất cả chúng ta đã nguyện suốt đời lo cho đạo, suốt đời cố gắng tu hành, thì lúc nào cũng phải canh cánh trong lòng rằng dạy người tu thì chúng ta trước phải tu. Nếu trước mình không tu,
mà dạy người sao tu thì không bao giờ có chuyện đó. Vì vậy mà lúc nào tăng ni cũng đặt mình là người huynh trưởng dẫn đường, cho nên phải ráng tu, tu cho xứng đáng, đừng để một Phật tử nào đó nói rằng thầy dạy tu mà thầy không chịu tu. Mà bây giờ có nghe câu đó không? Nó, thầy dạy tu mà thầy không chịu tu, chứ vậy thì dạy cái gì? Nên chúng ta phải thực tế, cái nói của chúng ta nói được, thì cái làm chúng ta cũng phải làm được, để làm mẫu mực cho người sau. Như vậy thì hôm nay, nhân cái ngày đầu năm, quý vị chúc tôi được một cái năm tốt lành, yên tu, thì tôi cũng mong rằng tất cả tăng ni và Phật tử, tôi chúc lại quý vị, kể cả năm này tôi buông tay ngồi trong thất, thì quý vị phải tu, phải cố gắng thực hiện lời dạy của tôi gấp 2, gấp 3 lần lúc tôi còn ở ngoài, vậy thì mới xứng đáng cái gì tôi nhắc nhở quý vị. Vậy thì tất cả tăng ni và Phật tử hiểu được ý tôi rồi, thì chúng ta hoan hỷ, vui vẻ, để rồi tiễn tôi vào thất với nụ cười muôn năm, thấy không? Chứ phải một nụ cười có một chút, đó là cái chỗ mong mỏi của tôi. Thôi tất cả đứng dậy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, lời dạy đầu năm của thầy vang dội tại đạo tràng thiền viện Túc Lâm sáng sớm hôm nay. Toàn thể chúng con đang đối trước thầy thành tâm ngưỡng vọng và khắc ghi những lời dạy của thầy. Chúng con nguyện nỗ lực hành trì xứng đáng là một người ở trong tông môn, là học trò đệ tử của thầy, để thầy vui lòng thầy làm tròn cái bổn phận giáo hóa của thầy đối với tất cả chúng sinh và đối với chúng con. Tuy nhiên một lần nữa chúng con xin thành khẩn đối trước thầy là chúng con lúc nào cũng ngưỡng vọng về thầy. Thầy là bóng râm đại thụ để cho toàn thể chúng con được nương tựa, tất cả chúng sanh đều được nương nơi đó mà an lạc. Vậy thì trong thời gian thầy ở yên trong thất, một lần nữa chúng con xin thành tâm đối trước thầy, khắc ghi lời thầy và hứa sẽ là những người học trò, những người đệ tử xứng đáng của thầy, làm tròn bổn phận của mình đối với tông môn, đối với Phật pháp. Giờ này là ngày đầu xuân, toàn thể chúng con xin thành tâm kính chúc thầy được tuổi thọ, thầy sống lâu để dìu dẫn chúng con trên bước đường tu hành và tất cả chúng sanh đều được an lạc. Mong thầy từ bi chứng minh hứa khả cho chúng con được đảnh lễ thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tốt. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng Tôn Sư, nhân dịp xuân về, trước thềm năm mới, chúng con xin đại diện cho toàn thể tăng ni, Phật tử Thiền học Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Thiền viện Đại Đăng, San Diego, Thiền viện Quang Chiếu, Texas, Thiền viện Bồ Đề, Boston, Thiền viện Diệu Nhân, Sacramento, Thiền viện Vô Ưu, San Jose, Thiền tự Ngọc Chiếu, Santa Ana, cùng các đạo tràng Chân Tâm, Bát Nhã, Tam Hòa, Tuệ Quang, Minh Tuệ, Minh Giác, Chân Như, vân vân. Các nhóm thiền rải rác khắp nơi trên đất Mỹ. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con thành tâm thắp nén tâm hương,
hướng về Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt Việt Nam, đê đầu đảnh lễ, kính mừng Hòa Thượng Tôn Sư tuổi thọ 80. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ngài sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, trụ thế dài lâu. Là cõi cây đại thọ rợp bóng, che mát cho hàng tứ chúng chúng con được thấm nhuần ân đức. Nhờ duyên lành huân tập nhiều đời, chúng con được thọ ơn pháp nhũ của Ngài, người mà chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp tôn thờ kính trọng không bao giờ quên. Hạnh nguyện và ân đức của Ngài như non cao biển rộng, đối với chúng con thật không có bút mực nào có thể ghi tả cho hết được. Ôi ân đức bao la như vũ trụ, như Himalaya sừng sững ngất mây mù, như Thái Bình rào rạt dạ từ dung, như nhật nguyệt không trung luôn rạng chiếu. Ân đức ấy sâu dày khôn xiết tả, xin ghi lòng tạc dạ chẳng hề phôi, xin nguyện cầu lên Tam Bảo ba ngôi, cho người được bình an vui vẻ mãi. Tôn sư đã bao năm gian khổ nhọc nhằn mở đường chỉ lối cho chúng con ra khỏi rừng mê, đã bao năm nếm trải bao đắng cay thử thách, chịu đựng bao gió dập sóng dồi của ngoại duyên đưa đến, Ngài vẫn vững niềm tin thản nhiên trước mọi biến cố của cuộc đời dồn dập bủa vây, khéo léo lèo lái chiếc thuyền từ, hướng dẫn cho chúng con ra khỏi biển khổ tìm về bảo sở. Nhờ sự chỉ dạy và chăn dắt tận tình đó, mà chúng con không bị sa hầm sụp hố, hay bị lạc lầm vào những con đường hiểm nạn. Ngài thật từ bi chỉ dạy hết lòng, không nể tấm thân già yếu nhọc nhằn. Dịch kinh, viết sách, giảng dạy, lại tạo lập đầy đủ phương tiện cho nhập thất tiến tu. Kính bạch Hòa Thượng Tôn Sư, đầu năm mới này, Ngài sẽ vào đóng cửa nhập thất vô thời hạn, để lo phần rốt sao trong cuộc hành trình trên đạo lộ hoàng nguyên bổn xứ. Chúng con cảm thấy ngỡ ngàng, lạc lõng bơ vơ, như những chú nai con non nớt, đang đứng bâng khuâng ngơ ngác giữa chợ đời. Giờ đây chúng con sẽ theo gương Ngài, tự đảm đương lèo lái con thuyền, và cố gắng phấn đấu hết mình để đương đầu chèo chống, vượt qua bao cơn giông tố bão vùng giữa biển trần nhân thế. Tuy nhiên, đó cũng là điều tôi luyện rất hay của bậc đạo sư. Có ai nhìn thấy được cái đẹp kiêu hùng của những con hải yến đang băng mình vào trong cơn bão táp mưa xa? Tôn sư hãy an tâm nhập thất, vì qua bao năm, dưới sự chăn dắt và giáo hóa của Ngài, chúng con đã thật sự lắng nghe được sự yên lặng mênh mông sâu lắng, tịch tĩnh bất động, trong tiếng gào thét kinh hoàng của sóng cả đại dương. Một lần nữa, chúng con đồng tâm đê đầu bái tạ thâm ân bao la trời biển của vị Tôn Sư kính yêu. Chúc Tôn Sư vào thất luôn bình an mạnh dội. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bài thơ Xuân Thỉnh Nguyện. Xuân đến, xuân đi, qua rồi lại, hoa tàn hoa nở mấy lần xuân. Ai vui xuân đến đi đôi lúc, đây có mùa xuân mãi đượm nồng. Vui xuân này nhớ lại đức sư ông, người đã mớm chúng con dòng pháp nhủ. Ôi ân đức bao la như vũ trụ,
nhớ hỷ mà lại a sừng sừng ngất mây mù. Như thái bình rào rạc dạ từ dũng, như nhật nguyệt không trung luôn rạng chiếu. Ân đức ấy sâu dày khôn xiết ta, xin ghi lòng tạc giả chẳng hề phôi. Xin nguyện cầu lên tam bảo ba ngôi, cho người được bình an vui khỏe mãi. Đạo sư hỡi, chúng con còn thơ dại và chúng sanh nhiều khổ ải lầm mê, đời tham sân si hận quá ê chề, xin nán lại vài đôi mươi năm nữa. Xin nán lại 120 tuổi, như A Nan Ca Diếp với Triệu Châu, như Hiếp Tôn Đạt Mạ với Hư Vân, để chúng con được học hỏi ân cần và Phật tử được gần nghe chánh pháp. Cho chúng con được ân đền nghĩa đáp, trưởng thành trong thuyền pháp chúc lầm này. Ôi ơn cao đức trọng nghĩa sâu dày, biết đền đáp làm sao cho xứng đáng. Nguyện quyết chí tiến tu thành chánh giác, nguyện ức kiếp mà xông vào đời trược ác, rộng thuyền từ cứu độ chúng quần mê, soi đuốc tuệ phá tan đêm tịch mịch, nguyện vô biên phiền não vượt quá nhanh, nguyện pháp môn vô lượng học tinh rành và phát nguyện viên thành vô thượng đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trăng sáng, em soi đêm dài,
người là đại dương chưa dung muôn dòng sông, người người ra tâm mắc uống sông nó lòng, thầy bóng dâm vô cùng mang che muôn loài, bầu trời còn nắng ấm cũng như con thầy, đường đời dù muôn lối bao dông trùng vây, còn thầy còn tất cả giữa khung trời này, thầy đến đây muôn ngày xóa cơn mê dài, thầy là dòng suối mang chưa chan ngọn nào, người người nhờ ra tâm thoáng vơi khổ đau, lời thầy dòng xưa pháp thiết tha nhiễm màu, thầy tiếng kêu lần đầu bỗng vơi muôn sầu, ngày nào đàn chim nhỏ vẫn nương bóng thầy, cuộc đời tròn êm ấm giữa muôn rừng cây, còn tìm đâu xa nữa giữa thiên đường này, thì dẫu mang hình hài biết vui tràn đầy, thầy là bằng dương sáng trời tràn hiền hòa, lòng từ thầy ban rãi khắp nơi gần xa, thầy hiện thân đến xóa tan mê mờ, thầy chúng con tôn thờ kính yêu vô bờ, cuộc đời sẽ u tối nếu không có thầy, một lần xin được nói như ngài A Nan, bầu trời tròn hoang vắng nếu không còn thầy, thầy chút tâm đan này tròn mang sâu dày, ngày nào đàn chim vỗ cánh bay lưng trời, một lòng nguyện gieo rắc khắp nơi nguồn vui, ngõ hầu mong bao đáp chút ân đại từ, thầy đã đem cuộc đời sáng soi cho người, dù cả tan thốt ra ngại ngùng, thầy vầng vầng sáng mảnh gương sắt trong, giữa lò băng tuyết nhóm lên lửa hồng, còn chút tâm suy vọng hát ca cùng, còn chút tâm hy vọng hát ca cùng dường, còn chút tâm hy vọng hát ca cùng dường. Thank you.
Ân đức tràn muôn phương.